tèo. Sao tự nhiên bữa nay đem tiền ra đếm vậy con? Con có công chuyện á ngoại. Ừ. Ngoại vô nấu cơm đi. Biết rồi. Nhiêu đây chắc đủ rồi. Ngoại ơi ngoại, con đi công chuyện nha ngoại. Ừ. Ê. Anh hai. Đang làm gì vậy? Thì em đang học bài nè. An. Dạ. Cho nè. Hả? Gì vậy? Mở ra đi biết. Cái gì vậy con? Cái máy tính bảng á ngoại. Ai mua cho em hả? Chứ cho ai. Mới mua đó. Mà tại không có tiền cho nên mua máy cũ. Nhưng mình hay kiểm tra rồi. Cái máy này là xài còn ngon lắm á. Dạ. Kệ. Không sao. Cũ cũng được. Rồi đó nha. Coi như cái này là quà học sinh giỏi học kỳ 1. Quà học kỳ 2 phải gán học lên á. Không có dạ. Cần nhận anh nữa à. Dạ. Coi gì coi đi. Coi chút xíu rồi xong rồi học bài tiếp à. Anh hai. Cho em ra ngoài kia chơi chút nha. Chi vậy? Thì chơi với mấy Trang á. Ừ. Đi chút xíu gì à. Anh hai cho em mượn điện thoại đi. Em gọi bé Trang qua đây chơi. Nhiều chuyện ghê á. Nè. Cảm ơn. Nhỏ rồi. Mới có đường mới cái chạy đi khoe liền vậy. Tèo. Ba cái đồ mắc tiền đó con mua làm chi vậy? Ngoại. Không sao đâu. Tại bé An nó cũng ham. Với lại giờ mình mua thì mình cũng có đồ xài luôn mà. Mà cái máy tính bảng nó hay lắm nghe ngoại. Ừ, có gì đâu mà hay. Hay thiệt mà. Trong cái máy tính bảng đó là nó có cái chương trình học tiếng Anh online luôn á. Tiếng Anh mà người ta cũng dạy ở trong đó luôn nữa hả? Dạ đúng rồi. Con thấy bé An mình nó cũng thích học tiếng Anh á. Ừ. Mà mình đâu có tiền cho nó đi học thêm, học trung tâm gì đâu. Ừ, thôi kệ, học trong đó cũng được. Coi như vừa học vừa chơi ngoài. Ừ, vậy cũng tốt.